Tiếp tục thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á cùng nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân y. Tại phần tranh luận vào chiều nay, các luật sư cho rằng quan cảnh phạm tội của các bị cáo là trong tình thế cấp thiết. Tuy nhiên, đại diện của Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã bác bỏ quan điểm này, đồng thời khẳng định các bị cáo Phan Quốc Việt, Hồ Anh Sơn và Trịnh Thanh Hùng đã có hành vi gian dối nhằm mục đích vụ lợi số tiền hơn 18 tỷ đồng. Liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc Bộ Y tế cấp sổ lưu hành kit test cho công ty Việt Á là trái quy định pháp luật. Do đó, giá hiệp thương 470.000 đồng một kit test là không đúng. Các bị cáo biết bộ kit test không phải của Học viện Quân y, song vẫn mang đi nghiệm thu giai đoạn 1 để trục lợi, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Các luật sư cho rằng một số bị cáo phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát là tình thế cấp thiết. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc mua bán giữa công ty Việt Á và Học viện Quân y diễn ra thời gian dài với nhiều hợp đồng, do đó không còn tình thế cấp thiết. Với bị cáo Phan Quốc Việt, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng không có cơ sở để khẳng định bị cáo phạm tội trong tình thế cấp thiết. Với bị cáo Hiệu, quá trình làm việc không thừa nhận hành vi phạm tội, do đó không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như luật sư đề xuất. Việc các bị cáo phạm tội gây thiệt hại cho quân đội nên việc quân đội điều tra, xét xử là đúng theo quy định của pháp luật. Với bị cáo Hồ Anh Sơn, Viện Kiểm sát cho rằng số tiền 2,8 tỷ đồng bị cáo nhờ nhiều nhà khoa học đứng tên, sau đó sử dụng cho mục đích cá nhân. Những nội dung này cho thấy mục đích vụ lợi của bị cáo Sơn. Với tư cách là chủ nhiệm đề tài, bị cáo Sơn đã gian dối trong nghiên cứu khoa học, gây thiệt hại số tiền hơn 18 tỷ đồng. Sự gian dối của bị cáo Sơn là cơ sở để Bộ Y tế cấp phép lưu hành kit test cho Việt Á. Bên cạnh đó, còn mua bán tăm bông, ống môi trường rồi gắn mác Học viện Quân y. Do đó, trong vụ án này, bị cáo Sơn có vai trò thực hành, chứ không phải vai trò giúp sức cho bị cáo Việt như luật sư bào chữa cho bị cáo đã trình bày. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, việc ba bị cáo Hồ Anh Sơn, Trịnh Thanh Hùng, Phan Quốc Việt cấu kết thông đồng để đưa bộ kit test của Việt Á đi nghiệm thu, trong khi đây không phải là sản phẩm của đề tài nghiên cứu, là hành vi gian dối. Trong đó, bị cáo Trịnh Thanh Hùng là người khởi xướng, giữ vai trò chính trong vụ án, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Đặc biệt, việc các bị cáo đã đánh giá giá trị của sản phẩm kit test trên cơ sở của hành vi gian dối nhằm mục đích vụ lợi số tiền hơn 18 tỷ đồng.